tùy theo cái nước bóp này của chúng ta. Chúng ta bóp nè, đó, bóp nhẹ thì nó sẽ bung xuôi nè, mạnh tay vô chút xíu thì nó sẽ bung ra, đó đó đó. Rồi xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Trung Tâm Cây Giống, mang sự yên tâm tới mọi nhà. Thì hôm nay bên Trung Tâm Cây Giống sẽ phục vụ cho bà con một cái mô hình mới hơn. Mô hình này cũng là một trong những mô hình chăm sóc cây bà con, và cũng là một cái mô hình rất là quan trọng, không thể thiếu trong khu vườn của bà con. Bà con nào trồng khu vườn thì cũng phải có những cái hệ thống xịt như thế này nha bà con. Đây, thì bên Trung Tâm Cây Giống là mãi mở thêm một cái hệ thống này nữa. Đó, hệ thống này Trung Tâm Cây Giống này không? Chuyên cung cấp tất cả các loại máy phun thuốc, motor, dây ống và đặc biệt là có lắp đặt hệ thống ống nước tưới tiêu hoặc tưới nhỏ giọt tại vườn bà con nha bà con. Bà con có thể trồng mít, trồng xoài, trồng sầu riêng, trồng ổi, trồng bưởi, thì bà con muốn thiết kế cái lắp đặt hệ thống tưới tiêu cho khu vườn của mình đỡ tốn công, thì chúng tôi đỡ cái tốn công mà mình cầm ống mình đi xịt tới thì lui. Thì bên Trung Tâm Cây Giống là có lắp đặt hệ thống tự động cho bà con luôn. Đó, thì gồm có những cái máy xịt thuốc nè, máy xịt thuốc, motor, rồi dây xịt, rồi tất cả những cái bếp ha, và một cái số điện thoại. Số điện thoại đây, bà con nhớ cái số điện thoại này để tiện liên lạc khi mà bà con có những cái máy nào của bà con mà không sử dụng được thì bà con có thể gọi về để chúng tôi trực tiếp tư vấn hơn ha. Và số này là có xài Zalo luôn nha bà con, bà con có thể kết bạn Zalo. Đây là quy trình là lắp ráp một cái máy xịt thuốc. Lắp máy xịt thuốc. Máy này là cái motor. Motor này là hai ngựa nha bà con. Motor này là 2 HP. Hai ngựa, hàng này là hàng bãi nè, đó, còn cái đầu xịt là motor, motor Kawa, đầu này Kawa thì xịt rất là mạnh. Thì làm xong tí xíu thôi chúng tôi sẽ test cho bà con coi cái độ mạnh của nó như thế nào, độ xa của nó như thế nào, để bà con kéo về cái khu vườn của bà con xịt cho nó đảm bảo được cái phân thuốc nha, xịt thuốc, và đặc biệt là xịt thuốc sầu riêng ha, mít vậy xịt rất là tốt. Những cái sản phẩm như thế này thì bên Trung Tâm Cây Giống là bảo hành cho bà con là 1 năm hết nha, toàn bộ bảo hành cho bà con 1 năm đó, hoàn toàn 1 năm hết, hàng là hàng xịn, hàng chất lượng hết nha bà con. Đó, bây giờ lắp đặt cân bằng lại cho nó vào thêm cái hệ thống nữa đó, thử cái những cái nhớt, bắt đầu kiểm tra cái độ nhớt trong đây. Cái này là hoàn toàn là cái đầu này là đầu mới nha bà con, đầu mới. Đó, cái này thì chúng ta đổ nhớt, mỗi một cái máy như vậy thì chúng ta đổ tầm khoảng gần 1 lít, 800 ml nước, 800 ml nhớt, gần 1 lít nha. Còn cái này là cái độ xịt tăng áp nè, cái độ tăng áp tăng cho nó nén lại, cho nó nén càng mạnh, nén càng mạnh. Xịt xa, xịt nén nha, xịt bung thì chúng ta sẽ dùng cái nén này. Thì đây là cái bộ phận hút nước, đây là cái giò để hút, để gắn được cái ống để mình hút vô, hút thuốc vô nha, rồi hút thuốc, rồi cái ống là ống xả ra. Ông xả ra để mình xịt. Đó. Đây là có cái đồng hồ áp để tính được cái áp, bù áp cho nó mạnh như thế nào ha, thì nó phải ăn thua vào cái đồng hồ áp này nha bà con. Không phải là cái nào nó cũng có cái đồng hồ áp nha, tùy theo cái loại nó mới có cái đồng hồ áp. Đó nha bà con. Đó, còn đây thì bà con biết rồi, đây là cái buli. Trước tiên mình phải thử. Đây, nhớt thì mình cứ nhớt như thế này thôi là nó tốt. Mình đổ vào. Thôi rồi hả? Đổ cho những cái bít tông ở trong đây nè, nó có nhớt nha. Nếu bà con nào mà sơ ý mà không đổ nhớt đâu thì bà con chạy một thời gian nó sẽ bị chày những cái bít tông đây, nó bị chày đó, nó bị cấn, nó bị chày thì nó xước là nó hư cái máy chúng ta. Cho nên điều đầu tiên là bà con phải kiểm tra cái độ nhớt trong đây, là bà phải đặc biệt đổ nhớt vô đó. Như vậy là 800 ml nè, còn chưa là chút xíu rồi, ok. Đó, chúng ta chừa lại một chút xíu nha. Đó, thì nó cũng vừa đủ thôi, nó vừa đủ rồi. Khi mà chúng ta ấy xong rồi là chúng ta dặn cái nắp này chặt lại ha, chặt lại nha. Đó. Rồi, đặc biệt thêm một điều nữa là những cái con ốc này thì bà con có tăng đưa nè, những cái vàng như thế này là nó đều có tăng đưa hết nha. Tăng đưa dây cu ro rồi tăng đưa qua lại với cho nó hợp gu với cái bu ly này. Đó, một cái bu ly này nó cũng rất quan trọng. Nếu bà con cho hai cái mắt xích, hai cái dây bu ly này vào mà nó không có ổn định được thì nó cũng sẽ dễ bị cháy cái motor nha bà con. Đó, như cái hàng này, motor này thì toàn bộ là cái lỗi trong đây là lỗi đồng hết, lỗi đồng hết nha bà con, chứ không có lỗi nhôm, hoàn toàn là lỗi đồng hết. Đó, đây bắt đầu chúng ta dặn nó. Đó, đây là cái hệ thống ống
hút thuốc vô, hút thuốc và hút nước vô ha. Bà con có thể rửa xe cũng được, hoặc là xịt thuốc cũng được. Và đây, đây là cái ống xả và đây là cái ống nhỏ hơn, là ống ở đây là ống xả. Thì khi mà chúng ta đài chúng ta phải dặn cho nó cứng vào, à, cho nó cứng vào nha. Thì đây là nó có hai cái đầu xịt, hai đầu xịt thì song song với à, với cái súng chúng ta xịt, ta song song với súng chúng ta xịt thì chúng ta có thể xịt là hai cái súng được luôn. À, còn nếu không thì chúng ta dùng một cái súng để lắp bắp vào súng thì xịt. Còn cái này thì chúng ta sẽ cho vào một cái đồ trảo đảo thuốc, trộn thuốc, à, trộn phân thuốc cho chúng ta. Đó, và đặc biệt cái này nha, khi mà bà con xài thuốc hay là xài cái gì bà con đều nhớ phải có cái lược, nếu nó phải có cái này, cái lưới nè, để bảo vệ cái gác, nó không nó ngăn chặn cái gác lại, không cho cái gác nó vào những cái bít tông trong đây thì nó làm hư trầy xuống cái bít tông, cho nên bà con cần phải có cái lược này. Rồi bà con cần thêm một cái miếng lưới nữa bọc ở ngoài nữa cho nó kỹ hơn, nếu bà con kỹ thì tốt hơn đó, xíu cho nó chặt lại đó. Và cái ống ở đây là ống xả nha, ống này ống xả thì bà con để vô hút thuốc thì nó sẽ xả lại, tại vì khi cái lượng nén đó, lượng nén từ ở dưới hút ra nó đẩy ra thì không có đủ đường nước thì đương nhiên nó phải có cái đầu xả đó, đầu xả lại đó, nó phải xả có đầu xả lại nha bà con đó. Rồi chưa, đây thì bắt đầu chúng ta lắp đặt đưa cái dây cu ro vào nè, đưa hệ thống dây cu ro vào thì chúng ta sẽ tăng đưa, có cái chiều tăng đưa ra nè đó. Thì bên trung tâm cái giống nó có lắp đặt cho bà con, có cung cấp cái những cái máy mua tưa xịt như này, dùng cho xịt thuốc rồi rửa xe ha, xịt thuốc ha. Bà con nào có khu vườn nào thì cần phải có cái này, tùy theo phân khúc của vườn của bà con. Ví dụ vườn bà con là nằm tầm khoảng 2 công 3 công, 2.000-3.000 m² thì chúng ta xài một cái mua tưa loại nhỏ thôi, còn 5.000 m² đến 7.000 m² thì chúng ta xài cái loại trung, còn khoảng 10.000 m² đến khoảng 15.000 m², khoảng 1,5 hectare đó thì chúng ta cần xài một cái mua tưa lớn hơn để cho chúng ta kéo vòng vòng cái khu vườn của chúng ta. Rồi chưa, tăng đưa chưa? Rồi tăng đưa cái này là sao nó phải vừa đủ cứng này nha bà con, vừa đủ cho nó cứng để không được nó dùng quá, vì nó dùng quá thì nó sẽ làm hư cái bu ly. Rồi kiểm tra lại coi đó, mở nước rồi, cho nước vô bắt đầu thử rồi. Phan thì ngưng đi, xả nước đi. Rồi bắt đầu trong cái kỹ thuật mà lắp đặt nó xong rồi đó, thì bây giờ chúng ta thử dây ha, thử dây và test nha. Cái kéo rồi đây, dây này là dây 5 lớp 4 nha bà con, nó có dây 3 lớp 4 nữa, nhưng mà chúng ta xài lâu dài thì chúng ta nên xài cái loại 5 lớp 4 tốt. Một cuộn như vậy là 50 mét, một cuộn như vậy là 50 mét đó. Đây là hoàn toàn là hàng mới hết nha, hàng mới. Thì ở đây nó có cái đầu đầu nối vô, nối dẫn vô đây, kéo cái đó. Này là loại tốt nha, bà con nào xài thì nó cần cái xài khu vườn cho mình, nó lâu dài thì chúng ta cần xài cái loại tốt như vậy đó, để mình cho mình xịt cho nó lâu dài, cho nó lâu hư, nó bền bỉ với thời gian. Đây là dây mới luôn, test cho bà con coi luôn. Rồi bắt đầu cái đầu này thì như cái hộp dây như vậy thì nó sẽ có những cái đầu sẵn như vậy á. Còn bà con nào cái khu vườn của bà con mà dài hơn 50 mét thì bà con có thể xài thêm, mua thêm để nối vào, nó có cái hệ thống nối vào nha bà con. Cái loại tốn thì nó sẽ có những cái đầu găng như vậy nè, chống xét nè, rồi bà con nối vào để xài cho nó ổn định. Không có ra mà vậy hết. Đó. Thì đây cái đầu này thì nó là có cái gân trong ha, có gân trong ha. Gân trong mà gầm thấy không? Đồ tốt thì giờ nó chất lượng hơn giờ thấy không? Con này bằng inox luôn. Đó, gân trong thì bà con gắn vào đây. Đó, thì khi bà gắn vào cái hút nước nè, cái hút thuốc nè, hút phân hút thuốc nè, ống này ống xả nè, ha, ống xả nè. Còn ống này là ống 17 ly nè, nó con 8 17 ly nè. Bà con gắn vào đây ha, gắn vào. Đó. Gắn vào để cho nó khớp, khi bà con xịt thì nó không bị xì, không bị xì thì nó sẽ nó nén lại nó mới mạnh được nha bà con. Bảo đảm bà con phải siết chặt nha. Phải đặc biệt là phải siết chặt nha. Đó. Ok, siết vừa tay thôi. Đó, mình siết là vừa tay thôi. Rồi mở cái này ra. Đó. Còn cái đầu này thì bà con có thể đấu vào cái cây súng. Đấu vào cái cây súng. Cây súng kia đi.
đó, bà con nấu vào cái cây súng. Đây, đây là nếu mà bà con xài những cái cây cái khu vườn bà con nhỏ ha, cây nhỏ, cây mà bà con mới trồng thì bà con có thể xài cái súng ngắn này. Còn khi mà cây tầm trung thì khi cây bà con phần rộng thôi khoảng 5 tuổi thì bà con xài cái loại súng nó dài hơn ha, dài hơn thì cái súng này là 8 tấc. Còn cái súng này nó là 2-3 tấc ha, 3 tấc. Còn cái súng này nó là 1,5 m nha, thì dùng cho những cái loại vườn sầu riêng, vườn mít nào là cây lớn, cây nó khoảng 3-4 năm rồi. Đó. Ha. Rồi bây giờ bà con lắp đặt vào. Đó, lắp đặt vào. Ở trong cái phần này nè bà con, nó có cái miếng gòn chống xì luôn rồi nha. Đó, bà con thấy nè, nó có cái miếng gòn này là cái miếng gòn chống xì. À, chống xì, chống nhả thuốc nha ha. Thì bà con dặn vào thì mỗi bộ phận nó kết cấu nó đều có lưu rít với nhau hết. Hoàn toàn là chúng ta phải chỉ cần lắp tháo ra và lắp ráp vào thôi. Nó cũng rất là dễ. Đó, thì những người nào mà có am hiểu qua vườn rồi thì chúng ta rất là dễ nhận biết để chúng ta lắp ráp. À. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta cũng phải siết lại nha. Cái chìa khóa này là chìa khóa 17. Và chúng ta siết cứng lại. Cũng vừa tay thôi. Rồi, ok. Súng này thì nó có cái bộ bung nè. Chúng ta có thể chỉnh cho nó xa, chỉnh cho nó tưa, chỉnh cho nó xa. À, phun cho nó nhiều. Rồi bắt đầu đưa vô. Đó, khi mà chúng ta lắp đặt rồi thì chúng ta phải mở cái đầu này nha, đầu nén lên. Đó, mở đầu nén lên. Nghiêm điện. Đó thì đó, bắt đầu motor nó sẽ chạy. Đó. Thấy nó chạy không? Thì bắt đầu chuẩn bị nó sẽ hút nha. Chưa. Cho nó xả ra. Nó chưa hút đây. Đó, mà coi giờ thấy cái lượng nước nó hút lên nè. Đó, nó hút lên. Chiếc này chặt lại đây. Đó, nó hút lên nè. Khi mà nó hút lên đủ nhiều ha, đủ nhiều thì nó sẽ làm cho cái độ nén luôn, nó nén vô cái thuốc này. Nén vô cái súng này thì bắt đầu chúng ta xịt nó mới có đảm bảo được. Đó, nó hút lên đầy giống nè, hút rất là mạnh nha. Nó hút rồi dư nước là nó sẽ xả ra nè. Đó, bà con thấy cái ống xả không? Đó, đó, bắt đầu thì nè, chúng ta nén cho nó xả bớt rồi nè. Cho nó xả nước bớt lại ha. Máy chạy im ghe luôn, thấy không? Đó. Thì bắt đầu đúng nè. Đó. Nè, cái này nó có độ phun nè, rất là mạnh, thấy không? Giờ cái độ nước xa nè. Đó, bà con thấy không? Giờ thấy nó phun rất là xa. Đó. Nè, tùy theo cái nước bóp này của chúng ta. Chúng ta bóp nè. Đó, bóp nhẹ thì nó sẽ bung xuôi nè. Mạnh tay vô chút xíu thì nó sẽ bung ra. Đó. 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 Thấy không? Ra khi rất là xa. Đó, rất là xa, đó là chưa có đủ nén nhiều nữa nha. Đó, rất là xe. Đó, test cái máy Moto Kawa nha, Moto Kawa. Thôi mở chạy em ghe mày. Đó, cái đồng hồ áp nè, đồng hồ áp này nó sẽ tăng lên là 2 số 2 ha, lên số 2. Đó, đồng hồ áp là bắt đầu nó lên nè, là nó có hiện tượng là coi như là nó nén rồi thì bắt đầu chúng ta bơm. Đó thì như vậy, chúng ta lắp đặt một cái hệ thống như vậy là vừa đủ hoàn chỉnh để cho một cái khu vườn của chúng ta tầm khoảng tầm 3-5 công, tức là 3-5 ngàn m², hai nhà con 3-5 ngàn m². Đó thì ở miền Tây này gọi là công, còn những chỗ khác thì gọi là mét vuông. Thì từ 3-5 ngàn m² là một cái motor là 2 ngựa cộng với cái đầu Moto Kawa ha, cộng bộ dây xịt này. Đó thì bên trung tâm có cung cấp cái hệ thống này cho bà con, và đặc biệt là bảo hành cho bà con 1 năm. Rồi vừa test xong một cái hệ thống xịt thuốc tự động, hoặc là hệ thống rửa xe. À, thì bà con nào có cần những cái loại hàng nào thì bà con có thể inbox hoặc gọi về cho bên trung tâm, chúng tôi sẽ cung cấp cho bà con. Rồi, xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con.